Thưa quý vị, thịt lợn là loại thực phẩm được tiêu thụ phổ biến nhất hiện nay, nên người tiêu dùng hết sức lo sợ khi chất tạo nạc salbutamol có hại cho sức khỏe lại được nhập khẩu và thoải mái sử dụng ở khắp nơi trong ngành chăn nuôi lợn. Do không quản lý được nên Bộ Y tế đang dự kiến cần phải đưa chất tạo nạc salbutamol vào danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Cụ thể, trong luật dược mới, Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung đưa các nguyên liệu, các thuốc bị cấm sử dụng trong các lĩnh vực khác, ví dụ như nguyên liệu salbutamol trong ngành nông nghiệp, vào danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Luật dược năm 2005 quy định các thuốc phải kiểm soát đặc biệt chỉ bao gồm thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ. Trong y tế, salbutamol được dùng trong chữa bệnh hen suyễn ở người nhưng với liều lượng nhỏ và có sự kiểm soát. Còn để đưa vào mục đích kích thích tạo nạc cho heo phải dùng liều lượng lớn sẽ rất nguy hiểm cho con người nếu ăn thịt heo có chất cấm bị tồn dư. Các chất này có thể gây ảnh hưởng lên hệ thần kinh, hệ cơ và hệ tim mạch của người sử dụng thịt heo có chất cấm. Salbutamol thường được người chăn nuôi pha với thức ăn cho lợn trong khoảng từ 1 đến 2 tháng, thậm chí là 15 ngày. Sau khi sử dụng khoảng nửa tháng, người chăn nuôi phải cho lợn xuất chuồng vì nếu không chúng sẽ thoái hóa, có thể chết.